Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị Sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức lãnh đạo các ban viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, Ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa chư vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử, thân bằng quyến thuộc và nhân dân xa gần, cố cư sĩ Phật tử Diệu Liên, thế danh Phạm Thị Lan, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1961 tại xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Xuất thân trong một gia đình vốn có nề nếp gia phong và truyền thống hiếu học. Thân phụ là cụ ông Phạm Hoàng Anh, vốn là nhà giáo. Thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Phê, là công nhân về hưu. Sau khi kết thúc 4 năm lao động và học tập tại Liên Xô, nay là nước Nga, trở về quê hương, bà đã kết tóc xe duyên, đính ước trăm năm hạnh phúc với ông Nguyễn Văn Trường, một doanh nhân trẻ quê ở Trường Yên, cố đô Hoa Lư, và cũng là một trong những gia đình nề nếp gia phong có truyền thống cách mạng yêu nước. Bà sinh được 4 người con, 1 trai, 3 gái. Phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ và gia đình, bà đã cùng chồng chăm lo cho các con học hành thành đạt. Cả 4 người con đều đi du học và tu nghiệp ở nước ngoài. Đến nay đều đã tốt nghiệp về nước và cùng tham gia công tác quản lý điều hành doanh nghiệp. 2 người con rể hiện đang công tác tại Bộ Công an và Bộ Tài chính. Ngày 12 tháng 3 năm 1993, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã chính thức được thành lập. Bất luận lúc khó khăn hoặc khi thuận lợi, bà vẫn luôn kề vai sát cánh bên chồng, với vai trò vừa là kế toán lại vừa tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp. Song bà vẫn luôn làm tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình. Từ một doanh nghiệp vừa và nhỏ, đến nay doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã trở thành một trong những doanh nghiệp lớn của cả nước, giúp cho hàng vạn cán bộ, công nhân viên có công ăn việc làm, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhiều gia đình trong và ngoài tỉnh. Với tâm nguyện phụng sự đạo pháp và dân tộc, đồng thời noi gương trưởng giả cấp cô độc hết lòng hộ trì Phật Pháp, được sự chấp thuận của các cấp chính quyền và sự hướng dẫn chỉ đạo của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà trực tiếp là Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Viện Chủ trụ trì Chùa Bái Đính, và Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Chủ Chùa Bái Đính, Chùa Tam Trúc. Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã phát tâm đầu tư xây dựng nhiều công trình tâm linh gắn liền với khu du lịch sinh thái mang tầm vóc quốc gia và thế giới, như khu du lịch văn hóa tâm linh Chùa Bái Đính, quần thể danh thắng Tràng An, nơi mà cách đây 5 năm đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Đây là di sản hỗn hợp đầu tiên tại Đông Nam Á. Khu du lịch tâm linh Chùa Tam Trúc,
Ngôi chùa, ngôi danh lam được mệnh danh là bậc nhất thế giới hiện nay trên đất ba sao Kim Bảng, Hà Nam cũng đã hoàn thành giai đoạn đầu và đưa vào phục vụ Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019. Đặc biệt là sự đầu tư về tâm lực, nhân lực, vật lực và tài lực để khôi phục và tôn tạo lại 9 ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đây đều là những cột mốc tâm linh vững chắc, những cột trụ kim cương bất hoại giữa muôn trùng biển khơi, góp phần bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu. Tất cả những công trình lớn và mang đậm ý nghĩa tâm linh, văn hóa, lịch sử nêu trên đều có sự đóng góp công lao vô cùng to lớn của cố cư sĩ Phật tử Diệu Liên, thế danh Phạm Thị Lan. Thật đúng là một mai thân xác tiêu tan, danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời. Diệu Liên đức độ sáng ngời, ngàn năm vẫn mãi rạng ngời lưu danh. Những tưởng thân nữ nhi sẽ còn kéo dài theo năm tháng để cùng với các thành viên trong gia đình phát triển doanh nghiệp, làm chỗ tựa nương cho con cháu, vun bồi gia trạch và tiếp tục làm nhiều việc ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời. Nào ngờ đâu sao trời, sao rời vật đổi, thế sự vô thường, có đến ắt có đi. Cư sĩ Phật tử Diệu Liên đã thuận lẽ vô thường, trút bỏ báo thân giả hợp, ở tuổi thu xương, trở về với cảnh giới Tây Phương Phật Quốc. Vào hồi 21 giờ ngày mùng 5 tháng 1, năm 2018, nhằm ngày 19 tháng 11 năm Đinh Dậu, trong niềm tiếc thương vô hạn của toàn thể gia quyến, giáo hội, doanh nghiệp và nhân dân bằng hữu gần xa. Đúng là cuộc nhân thế như tràng ảo mộng, chuỗi thời gian tựa bóng bạch câu. Đời người ngẫm có bao lâu, tử vong là một nhịp cầu phải qua. Cơn tử biệt châu xa lệ đổ, cảnh chia phôi thảm khổ bi sầu. Não nề kẻ ở người đi, khóc than nghẹn tiếng biệt ly nát lòng. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị, thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây mà đã tròn 2 năm 730 ngày, cố cư sĩ Phật tử Diệu Liên đã từ biệt cõi trần về nơi tịnh cảnh. Cuộc đời vô thường là vậy, mới phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đã xanh mồ. Mặc dù cố cư sĩ đã ra đi, nhưng sự nghiệp, đức hạnh và những cống hiến của bà sẽ còn sống mãi với không gian và thời gian. Thật đúng vậy, trông bái đính ngậm ngùi tức dạ, nghĩ chàng An lại thấy thương lòng. Để tri ân và tưởng niệm công đức cố cư sĩ Diệu Liên, hôm nay ngày 14 tháng 12 năm 2019, nhằm ngày 19 tháng 11 năm Kỷ Hợi, tại Điện Tam Thế Chùa Bái Đính, thừa mệnh Hòa Thượng trụ trì Chùa Bái Đính cùng gia đình long trọng tổ chức lễ siêu tiến và tưởng niệm cố cư sĩ Phật tử Diệu Liên, thế danh Phạm Thị Lan. Về chứng minh và gia trì chú nguyện cho buổi lễ ngày hôm nay, chúng con xin thành kính đỉnh lễ và giới thiệu có sự hiện diện của chư tôn đức. Chúng con xin thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Như Tín, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Đai Chi, nguyên Chủ tịch Hội Tịnh Tông Nhật Bản, Hòa Thượng Sa Mút,
thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Châu Sưng, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Chùa Bái Đính, Chùa Tam Trúc, Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội, Hòa Thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Trung ương, Hòa Thượng Thạch Sóc San, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kon Tum, Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội, Hòa Thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Tăng Nô, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, cùng Chư Tôn Đức lãnh đạo các ban viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành đã bất từ lao quyện, chấn tích quang lâm để về gia trì và chú nguyện. Chúng tôi cũng xin được giới thiệu các quý vị lãnh đạo đại diện cho tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh Ninh Bình, huyện Gia Viễn, xã Gia Sinh sở tại, cùng các Phật tử nhân dân xa gần và thân bằng quyến thuộc, cùng về dâng hương tưởng niệm. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa liệt quý vị, thờ mệnh Hòa Thượng trụ trì, chúng con và gia quyến xin năm vóc đầu thành nhất tâm đỉnh lễ, cầu thỉnh Chư Tôn Thiền Đức vận vô ngại đại bi tâm, cầu nguyện cho hương linh cố cư sĩ Phật tử Diệu Liên, thế danh Phạm Thị Lan cùng nội ngoại gia tiên được thừa tư Phật lực tốc xá mê đồ siêu sinh tịnh cảnh. Gia quyến được các bảo bình an thường cường thường thịnh. Trong khi hành lễ, không sao tránh khỏi những sơ thất, ngưỡng mong Chư Tôn Thiền Đức cùng quý liệt vị niệm tình hoan hỷ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa liệt quý vị, vào giờ này mọi duyên lành đã hội đủ, nghi thức niêm hương bạch Phật và chú nguyện xin được bắt đầu. Xin toàn thể đạo tràng hãy lắng lòng thanh tịnh, cùng Chư Tôn Thiền Đức nhất tâm cầu nguyện. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề chọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ sông mê, trong quay về bờ giác.
Nam mô Hương Cung Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Cung Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Cung Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy chọn một niệm rất sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tan than ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sinh tinh thường vắng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi đế châu vĩ đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước tòa thân con ảnh hiện cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dân Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính nghe sáng trưng đuốc tuệ, đường tối tâm biết lối quy y. Nhẹ lướt bè từ bể khổ nạn nhờ tay tế độ. Nước Cực Lạc là quê muôn thuở, chốn trần gian trắc trở vô thường. Vừa rồi chư tăng khác miệng đồng lời, xưng dương Phật hiệu, đọc tụng tôn kinh, nguyện đem công đức này hồi hướng cho quá vãng hương linh Phật tử, pháp danh Diệu Liên Thế Danh Phạm Thị Lan Nhất Vị Chân Linh. Nguyện sinh tân sửu niên hướng thọ 57 tuổi, trưởng thừa công đức, nghe kinh thính pháp, sạch nghiệp trần cấu vãng sinh Cực Lạc. Phục nguyện hồn về cõi tình, nghiệp dứt chốn ta bà. Sen vàng chính phẩm nở hoa, pháp thân Đức Phật A-di-đà thọ ký.
phổ nguyện gia đình hưng thịnh, quyến thuộc bình yên, khắp cả nhân thiên đều thành Phật đạo. Nam mô Đà Phật kỳ nguyện công đức thù thắng hành vô biên phương giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh tấp vạn vô lượng quang Phật sáng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí tuệ chân minh liệu chướng thất tiêu trừ thế thế thường Bồ Tát đạo nguyện sinh Tây phương tịnh độ trung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ đức phổ cập mà nhất thiết ngã đẳng giữa chúng sinh ở giai cộng thành Phật đạo. Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nicca vata sanghara upadavaya dhammeno paccetva nirocchandete sam Pasamo sukho bhavato sabba mangala rakhanto sabba devata bhavuddha dhamma sangha nufa vela sada sothe Phá văn tử tế. Nam mô Đại Cư Sĩ Ca Mâu Ni Phật, Kim Lô Bồ Tát Phật, Ca Sa Cư Sĩ Đô Sâm Mô Nô Sĩ Sô Lê Y Mô Tô Hôn Dị Tư A Tư Mà Rư Tô Cô Lô Nô 専門の主張例と追善小大菩提のためにまた願わくは
本日ここに供養したてまつる命日に兄弟上浄土門諸行往生証明書画角万行千仏明往生浄土現存体nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.